Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình mọi người ạ. Bây giờ mình đang ở trên rừng mọi người nhé. Và đang đi thì vô tình thấy cái hướng ong bay về phía bên này. Và mình xác định là cái tổ ong này sẽ gần đây. Ong vô vẻ mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái chỗ này, tìm được ra cái bầy ong này và cái ổ nó, cái tổ ong này nó to không. Chỗ này thì nó rầm lắm mọi người ạ. Cây cũng nhiều. Mình thấy ống bay đi bay lại nhiều lắm. Thế và bây giờ mọi người cùng đi với mình để xem tổ ống này nó to không mọi người nhá. Đây mọi người ạ. Chỗ này là nó như này. Mình phải đi từ từ mọi người nhá. Không là đạp nhầm tổ ống là nó sẽ đụt. Nó xử mình luôn đấy. À đâu này, đây là mọi người nhá. Mình thấy ong bay xuống đấy luôn mọi người ạ. Không được chỗ nào nhưng mà mình thấy ong bay xuống à đây. À mọi người à, nhìn lên nó đơn giản đúng không? Quá đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người. Mọi người ạ, tìm ong thật đơn giản mọi người ạ. Đang đi thì lại gặp một tổ ong ngay tổ ong luôn. Thế nên có mấy chim, mấy con chim nó trên đầu nó hét té 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 tổ hết. Mệt thật. Đây mọi người ạ. Cẩn thận. Ong nó bay gần đầu mình luôn mọi người ạ. Tổ này thì nó không to lắm mọi người nhá. Nó vẫn chưa to lắm. Chắc tầm khoảng được vài ba tầng gì đấy thôi. Đây, bây giờ mình sẽ quay tận cảnh cái tổ ong này cho mọi người cùng xem nhá. Chỗ này thì là có nhiều, cũng có người đi chặt củi rồi, chắc là người ta cũng biết tổ ong này thôi. Mình không dài dám lại gần mọi người ạ, tại gần là người nó xử chết mình đó. Đấy, bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ quay cho mọi người cùng thấy luôn, cùng xem luôn. Tổ này thì cũng không khó lấy đâu, nó dễ lấy thôi. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây mọi người ạ, cái chỗ này là có dấu vết của chặt củi cho mọi người nhá. Chặt củi quế mình nhá, họ chặt củi nhau. Mình sẽ kéo. Đây mọi người nhá, cái chỗ này là họ chặt củi nhá. Và cái tổ ong này, mọi người thấy nhá. Tổ ong đây mọi người nhá. Cẩn thận nó phát hiện có mùi la là nó sẽ chết. Cho mình chết đấy. Đây. Mọi người nhá. Tổ ong mọi người nhá. Mình sẽ quay sang một hướng khác mọi người nhá. Cẩn thận đấy. Đây mọi người. Đó mọi người ạ. Ong ở quê mình thì ong này thì cái tổ của nó không được lớn mọi người ạ. Tổ nó chỉ nhỏ thôi. Ở tầm này thì cũng chưa được lớn lắm nhưng mà cũng có thể lấy thôi. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng xem có tổ nào không. Vài bữa mình cho nó to hơn mình sẽ lấy, mình lấy luôn một lần luôn mọi người ạ. Chứ bây giờ cái tổ này nó cũng chưa được to, mất công đi lấy mọi người nhá. Đấy. Mọi người thấy không? Ông bay đi bay lại nhiều lắm. Thôi, bây giờ mình sẽ đi xem xung quanh này có tổ nào là không. Đây, mọi người cùng đón xem nhé. Chào mọi người nhé. Đây. Và vẫn là gần đấy, gần chỗ lúc này mình có tìm được tổ ong ấy. Và mình thấy ong bay về. Rất nhiều ong bay về mọi người nhá. Nhưng mà đi tìm một lúc này không thấy tổ nó ở đâu. Đấy, hay như thế này. Mới thấy ong bay xuống ấy nhưng mà tìm lại không thấy tổ. Rồi hóa ra nó nằm ở sát mặt đất mọi người ạ. Rất khó tìm luôn mọi người ạ. Cực kỳ khó tìm luôn ạ. Rất khó tìm luôn. Để tìm được cái tổ ong này thì mình phải đứng đây mất
tầm 30 phút kia đấy. Mình phải đứng đây mất 30 phút để tìm được toán này mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái tổ ong này thì luôn mọi người nhá. Mình sẽ review luôn bởi vì máy mình gần hết pin rồi. Thế mình sẽ review nhanh cái tổ ong này luôn. Ong ở đây ong vô vẻ mọi người nhá. Đây cái chỗ này mọi người ạ. Đứng nguyên cái chỗ này mình đứng đây. Mình đứng chỗ này mình thấy ong bay đi bay lại bay đây rất nhiều mọi người ạ. Mọi người thấy không? Ong này bay về. Ong bay về rất nhiều mọi người ạ. Nhưng mà đây, bây giờ thấy ong bay về rất nhiều. Gió nó to nhưng ong bay thấp. Bay thấp thì là không thấy mọi người ạ. Nó bay trên cao thì nhìn đến trên trời thấy ong nó bay. Nhưng mà ong bay thấp thì là xuống, nó xuống đến cái bụi cây này. Đến cây thì màu xanh. Thì là không thấy ong nữa. Và mình đứng đấy nãy giờ mình tìm không thấy đâu ạ. Và thật là may mắn thì nó nằm ở ngay cái góc này luôn mọi người. Nó nằm ở ngay góc này luôn. Và bây giờ lúc này mình có treo lên thế này. Lúc này mình có treo lên thế này. Mình thấy ống nó bay ra vào chỗ này, mình treo lên thế này, mình nhìn vào trong kia mọi người ạ. Nhìn vào trong kia thì không thấy. Nhưng mà này thì mình đạp từ cái này, đạp cái này, sang cái này, treo lên cao nhìn thấy bên kia không thấy. Mà ai ngờ nó nằm ở góc này mọi người. Nó nằm ở góc này luôn mọi người. Mình sẽ cho mọi người qua xem cái tổ này thì nó khó xem mọi người ạ, bởi vì nó nằm ở dưới đất luôn ấy. Nó nằm sát mặt đất luôn. Phía trên toàn là lá bao phủ luôn nên nó khó thấy. Em mình sẽ cho mọi người cùng thấy luôn. Ok nhá. Mọi người thấy tổ ong ở đâu không? Mọi người có thấy tổ ong đâu không nhỉ? Mình là mình không thấy rồi đấy. Mọi người có thấy không? Rất khó thấy luôn mọi người nhỉ. Đấy. Và mình sẽ cho mọi người thấy là tổ ong ở đâu. Chờ một tí ong nó bay về nhá mọi người nhá. Ong bây giờ là tầm khoảng đây mọi người. Tầm 4 5 giờ tối rồi. Sợ quá. Đây mọi người. Ong bay lên này. Đây mọi người này. Tổ nằm dưới này mọi người nhá. Rất khó thấy luôn mọi người ạ. Để mình xem để cho mọi người thấy. Tại bây giờ mình có mùi mồ hôi mọi người nhá. Đến lại ở đấy thì mình rất sợ. Mọi người. Khó thấy thật đấy. Mình phải tìm góc nào cho phù hợp chứ góc này. Đây mọi người. Cái tổ này chắc là con nhỏ. Sợ thật. Tổ này khó thấy mọi người ạ. Mình sẽ mạo hiểm cho mọi người xem thôi. Ok. Đây mọi người nhé. Tổ này rất khó thấy mọi người ạ. Nó chỉ nằm. Nó nằm dưới này thì đúng là không thấy thật. Đây mọi người, ong bay rồi đây. Cái tổ này nó khó thấy hơn tổ lúc nãy mọi người nhá. Tổ này nó khó thấy hơn tổ lúc nãy nhiều mọi người ạ. Tổ lúc này thì con dễ thấy nhưng mà tổ này thì khó thấy. Mình thấy ong vàng nó bay ở đây. Vẫn có ong vàng mọi người nhá. Ong vàng thì là dễ tìm hơn. Nhưng mà mùa này thì không phải là dễ tìm đâu mọi người ạ. Bởi vì là nếu mà cần ong vàng thì mình chỉ cần khói, mà khói là có lửa ấy, rất nguy hiểm. Thế là đây là thêm được một tổ nữa mọi người nhá. Thế này thêm được một tổ nữa nhá. Và mình chắc là được hai tổ tối nay, được hai chiều nay, được hai tổ là quá được rồi. Đấy, thấy ngoài kia một tổ và chỗ này một tổ thì là quá đẹp rồi. Thế như thế là ngon rồi. Ok rồi đấy. Và bây giờ thì mình sẽ về. Ngày mai thì chắc là mình lại đi tìm tiếp mọi người ạ. Về để đặt một bộ quần áo để bắt ong, chuyên bắt ong nè. Rồi cho nó to tí rồi kiếm thêm được vài tổ nữa thì mình review cho mọi người. Và nếu mà còn khi nào mình đi lấy tổ ong thì mình cũng review mọi người xem luôn mọi người nhé. Bây giờ thì mình về hơn. Mình về cũng tối rồi. Để làm việc nhà nữa. Ở trên rừng như này thì cũng mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Được hai tổ ong thì cũng là quá mỹ mãn rồi mọi người ạ. Ong ở đây thì nhiều nhưng mà ong này thì tổ không được to mọi người. Tổ to thì lấy không ấy, không được nhiều nhung. Mình cứ thấy ong bay từ ngoài kia về vào trong này là
Đây, vô tích chưa, không thấy ống ở đâu nữa. Hóa ra là nó làm tổ rồi kia. Làm tổ rồi.